Hôm nay Kỳ Duyên xin đưa các bạn cùng với Kỳ Duyên đi coi đua cá ngựa. Và cái trận đua này rất là đặc biệt, nó gọi là Melbourne Cup. Đây là một cái trận đua cá ngựa ở Melbourne bên nước Úc. Nhưng mà đặc biệt mỗi năm nó chỉ có một lần. Và tất cả các người đi coi đều phải mặc đồ thật là diện và thật là đẹp. Các phụ nữ đó thì phải mang hoa hoặc mang nón ở trên đầu. Còn quý ông thì phải mặc áo vest, mặc quần rất là đẹp và lịch lãm. Chẳng hạn như phải đội nón như vậy thì họ mới cho vào, hoặc là đội hoa. Nhưng mà vào tới nơi thì chúng tôi đang ngồi đây được uống rượu, được ăn và được coi cá ngựa rất là vui, là thấy ai ở đây cũng đẹp hết. Thì đó, cho các bạn thưởng thức cái không khí. Cái này là họ lấy theo cái truyền thống ở bên Anh. Và Anh thì mỗi lần đi mấy cái này là phải mặc đồ đẹp, diện. Quên cái bông tai của tôi. Hồi nãy giờ đeo bông tai đâu quá. Cá ngựa không trúng tức rút bông tai vứt đi. Và bên cạnh nhà tôi đây còn có một người đẹp nữa đây. Hôm nay đi vui không? Vui lắm, vui lắm. Bởi vì rõ ràng là lúc đầu là Dương đã nói với chị Dương là chắc sẽ không có đi đâu, chị ơi thôi chị đi đi. Nhưng mà chị ấy biết trước rồi hay sao, cứ phải thuyết phục Dương. Mà may quá là chị ấy đã không có bỏ cuộc thuyết phục để Dương tới đây có một cái gọi là một cái trải nghiệm quá tuyệt vời luôn. Thấy mọi người rất là đông đúc và ai cũng là trong bộ trang cũng rất là đẹp. Dạ, bộ đồ này em chị mới sống đúng vào ngày hôm qua. Em tới Melbourne em hát xong là đi sắm nguyên một bộ đồ từ trên xuống dưới chỉ mới ngày hôm qua để cho cái Melbourne Cup ngày hôm nay. Wow, các bạn coi này, bây giờ và một lát nữa thì nó sẽ chạy tới cái khúc ngay đây, chị Duyên ngồi đây là cái khúc mà cuối cùng đó. Mình sẽ thấy con đường nó sẽ chạy ngang qua đây, nó sắp tới rồi nè. Ô, hy vọng là cái con mà mình cám phát. Ô, oh, coming back, coming back. Hy vọng lên cho mình nhanh. Và thưa quý vị, bây giờ thì Duyên và Diễm Sương mới học cái mới là không những mình có thể mình bếp từng con ngựa tới mà bếp luôn 4 con, có nghĩa là 4 con tới 1, 2, 3, 4 cái nào cũng được. Và rất là may là chúng tôi đang được ngồi ở trong cái lều này có một người bạn VIP. Và ngay ở đây, Duyên lật ngược lại cho quý vị biết là mình sẽ thấy con ngựa nó về rất là sát ở đây. Cây, làm sao mà lật được thôi, để lát nữa đây. Là gần như là con ngựa nó sẽ đi sát qua. Thì tụi này pick 4 số, thì Duyên lấy số 1, số 9, tại vì 9 là đại. Số 1, số 11 và số 23. 23, tại sao lấy 23? Tại vì đó là tuổi của Diễm Sương. Dạ không. Bởi vì em thấy con 23 cái odds của nó rất là ít. Đâm ra nó more chance to win. Con 11 đó thì 1 đồng là ăn 4 đồng thôi. Đúng rồi, con 11 là bây giờ là con hay nhất. 1 đồng chỉ có ăn 4 đồng rưỡi thôi. Và Sương pick con 23 bởi vì nó là 1 đồng ăn 9 đồng. Ok rồi. Wish us lucky này là la thật đó nha, chứ không là bởi vì có bet. Có bet. Chúng tôi bet mỗi cái 50 đồng. Tổng cộng là 150. Đủ tiền để trả cho hết mấy bộ đồ này để mua để đi coi. Hy vọng là thằng mấy bộ đồ này cost us a lot of money. So
rồi bây giờ lúc nãy mình mới thấy sao? Okay. Mới thấy một cái mà rất là excited luôn, là ở trên bảng nó đang nói là race number 7, là bây giờ là trận đấu số 7 nè. Và nó cho mình biết là top 6 là 6 con ngựa mà người ta đang mình bầu là tốt nhất. Trong đó hết 5 con là mình là có mình. Bet rồi. Mà chúng tôi bet là không biết gì hết, chỉ không đi theo số hên xui với lại thích tên con ngựa. Bởi vì xưa với chị Duyên là thích tổng cộng á là 6 con. Mà hồi nãy trên màn hình nó viết là top 6 là 6 con hay nhất. Trong đó có 5 con là có con của mình rồi nha. Yes. Trong đó có con số 1 nè, con số 9 nè, con số 11 nè, con số 22 và 23. Chỉ có thiếu 21 thôi. Nhưng mà có anyway thì 21 là you pick from the beginning. Okay, nhưng mà thôi. Nhưng mà rất là may. Và cái trận này gọi là the Melbourne Cup. Trong bao nhiêu trận đua thì cái ngày hôm nay thứ tư và cái trận 3 giờ trận. Mà quý vị coi là chúng tôi ngồi ngay sát sân cỏ. 21 là cái con mình pick. Bây giờ là con nào đang dẫn đầu? Bây giờ là con 15, 13, 15. Giờ 21, 22. Okay, they're coming around. They're coming around. Come on, come on. Bây giờ là có một cái bet
mà Sương với chị Duyên bet á là mua bồn mình mua 4 con, trong đó có con số 1, số 9, số 11 và số 23. Chỉ cần 3 con này về đầu tiên hết thì Sương với chị Duyên trúng rất là nhiều luôn. Thì bây giờ so far là con 23 là về nhất và con 9 là về nhì, nhưng cái con về 3 thì hiện tại hình như nó không nằm trong số 1 và số 11. Hai con thôi. Thế là mình chỉ cần một con rồi thôi, mình chúng rất là nhiều. Người ta nói đó, đỏ tình thì nó ưa đen mà. Mà tình yêu thì mình đen quá mà sao bạc mình cũng đen đấy. Tình yêu em còn khá chứ tình yêu chị nó đen quá mà bạc nó còn đen hơn nữa. But anyway, it was great fun Melbourne, see ya. Thưa các bạn, thấy cái con ngựa lúc nãy đó thì nó bị gãy chân. Mà khi mà ngựa mà nó bị gãy chân đó thì cái cách nhân đạo nhất là phải giết nó luôn. Vì con ngựa lúc nào nó cũng phải đứng bốn chân hết đó. Nó không thể nào gãy một chân để mà nó khập khiễng, thì người ta nói như vậy nó rất là đau. Thành ra cái cách mà người ta cho là nhân đạo nhất là chích thuốc cho nó để mà nó... Nói một cách nhẹ nhàng hơn là cho nó một cái giấc ngủ ngàn thu. Mà coi tới chỗ này thì Kỳ Duyên và Diễm Sương cả hai đứa cùng phải rơm rớm nước mắt. Tại vì mình thấy con ngựa đó chỉ mới có một vài phút trước đó. Mà quý vị biết con ngựa mà đã vào được tới Melbourne Cup là phải là con ngựa rất khỏe, rất tốt. Cái giống ngựa nó rất mắc tiền và nó đã được tập dượt, nó đã được training bao nhiêu lâu. Nó phải thắng rất nhiều những cái trận khác. Đây là những cái con ngựa tinh tú mà giỏi nhất, mà người chủ của nó chắc phải trả hàng triệu triệu đô la để mua nó về để tập dượt cho nó. Mà chỉ trong vòng có, nó chạy chỉ trong vòng có một vài phút. Có lẽ vì trời mưa ướt, cỏ nó bị ướt hay làm sao đó mà nó chật cái chân nó rồi nó gãy chân. Và mình thấy cái cuộc đời nó mới đó và cũng thoáng qua rất là mau. Thôi thì hy vọng kiếp sau ngựa sẽ được đầu thai làm người để được đi coi trận Melbourne. Buồn quá. Bây giờ là thấy đó cái xe màu trắng cũng như là cái xe tang, và họ che lại hết để cho những người chung quanh ngồi không có thấy là bác sĩ đang tới và đang chích thuốc để cho ngựa nó ngủ và tiễn em sang bên kia thế giới. Thôi thì chào tạm biệt Melbourne. Một trải nghiệm thật là đặc biệt cho hai chị em. Lần đầu tiên được đi coi cá ngựa và được đội nón và được thấy tất cả những cái khung cảnh thật đẹp và rất là exciting. Xin hẹn gặp lại Melbourne trong những lần khác nhé.